Với SBTN Go, khán giả khắp nơi trên thế giới có thể xem các chương trình âm nhạc, tin tức, bình luận, giáo dục, giải trí và phim bộ mọi lúc mọi nơi. Hình ảnh HD, âm thanh chất lượng, giá chỉ có 9.99 đồng cho một tháng. Tải app SBTN Go và ghi danh ngay hôm nay để được xem SBTN trên TV, điện thoại, iPad và trên máy tính. SBTN, hệ thống truyền hình được phát hành 24/7 để phục vụ khán giả Việt Nam tại hải ngoại. Nguyên Khôi xin kính chào tất cả quý khán thính giả. Thưa quý vị, bây giờ là chương trình đọc báo vẹn và xin chào anh Hoàng Thuận. Xin chào anh Nguyên Khôi và xin kính chào tất cả quý vị. Thì quý vị tuần này thì chúng tôi có rất nhiều những bài báo quý vị gửi đến. Nhưng mà có lẽ chúng tôi sẽ lựa những cái bài nổi bật để gửi đến quý vị, bởi vì chúng ta không có đủ thời giờ. Và chúng tôi xin trả lời nhanh trên YouTube là có một số ý kiến bảo rằng Hoàng Tuấn và Nguyên Khôi là những người ăn tiền của Mỹ, cho nên là phải làm những công việc như thế. Thì thưa quý vị, chúng tôi nghĩ như thế này, nếu thực sự đấy nha, chúng tôi có ăn tiền của Mỹ thì cũng chẳng có gì xấu hổ cả, bởi vì chúng tôi là công dân Mỹ, sống ở nước Mỹ, chuyện bình thường. Mà chúng tôi chỉ thắc mắc là nếu mà một người sống ở Mỹ, ăn tiền của Mỹ mà quý vị nó là xấu hổ nhục nhã, thế thì một cái đảng, một cái nhà nước chống Mỹ, chửi Mỹ, đuổi Mỹ, phỉ báng Mỹ, mà bây giờ không ăn tiền của Mỹ mà đi ăn mày của Mỹ, thì chúng tôi nghĩ chúng tôi cũng chả có gì xấu hổ. Anh Anh Khôi ạ. Anh tôi làm tôi lãnh lương thôi. Chúng tôi làm thì chúng tôi được công sức của mình thôi. Công sức của mình thì... Không, ê, xin lỗi anh. Ý này, quý vị nói bảo rằng là... Cái chương trình này chúng tôi đó, anh Khôi và Hoàng Tuấn là ăn tiền của Mỹ để làm chương trình này. Mỹ giờ nó đâu có nói gì đâu. Mỹ giờ không có đọc báo vẹn đâu. Mỹ nó dạ, Mỹ nó lo việc khác nha. Cái này việc là chúng tôi làm, nhưng mà... Mà chúng tôi chỉ nói vậy thôi. Cá nhân nếu ăn tiền của Mỹ thì không trả gì xấu hổ. Rồi một cái đảng, một cái nhà nước, một cái tập thể là lớn lao như thế là đuổi Mỹ, chống Mỹ, thắng Mỹ, là tất cả cái gì cũng hơn Mỹ cả. Bây giờ đi không ăn tiền của Mỹ mà đi ăn mày Mỹ, như thế thì mình cũng chả gì xấu hổ nữa ha. Yeah, có gì, nhưng mà tôi thấy kỳ này mà cái quan hệ giữa hai nước Mỹ và Việt Nam nó rất là nồng ấm. Phó tổng thống Mỹ mới đến Việt Nam được tiếp đón một cách rất là trang trọng và nói như là rất là tốt đẹp của cả hai nước đấy. Chứ nên phải để ý, nhiều khi đó là cái thế lực phản động. Đấy. Cái người ý kiến đó, cái người đó có ý kiến đó, phản động đó. Nó phá cái chính sách của nhà nước, nó phá hoại đó. Chứ thực tâm mà nói đó, thì các đồng chí lãnh đạo bây giờ rất là thân với Mỹ. Đúng. Nếu mà có con đẻ ra là gửi sang Mỹ du học ngay. Nếu mà con thủ tướng cũng đã đi du học thì bây giờ ông làm chủ tịch nước thì con ông hình như vẫn còn bên này. Đấy, cho nên là chúng tôi đề cảm ơn Nguyên Khôi ý kiến đó, đề nghị tuyên giáo và coi xem lại tất cả những ý kiến nào mà nó gây phá hoại cái tình đoàn kết giữa hai nước thì mình nó là phản động 100%. Mà cái đó là đi tù không ạ? Đó phải đi tù, bởi vì phá hoại chính sách nhà nước. Đúng, cảm ơn, đồng ý với mình Khôi rồi. Thưa quý vị, Hoàng Tuấn xin phép mở đầu chương trình. Hoàng Tuấn có đọc trên báo Nhân Dân là nhạc sĩ Đỗ Hùng Quân nói như thế này: lấy âm nhạc làm vũ khí chống dịch. Trong 2 năm qua trên mặt trận chống dịch COVID-19, các văn nghệ sĩ đã trở thành những chiến sĩ. Mỗi bộ môn nghệ thuật đều có những cách thức riêng để trở thành vũ khí cùng chung cuộc chiến chống đại dịch với các lực lượng khác. Âm nhạc cũng nằm chung trong dòng chảy đó. Và người ta nói về cách sinh hoạt của bên bộ môn âm nhạc là cũng vẫn khuyến khích các nhạc sĩ sáng tác những bài hát để nói lên cái sự thông cảm, cái sự đồng cảm và chia sẻ cái nỗi khó khăn của những người mà trên tuyến đầu và động viên an ủi những người dân trong cái thời buổi bị dịch bệnh. Đó. Thì thưa quý vị, chúng ta không thể nào phủ nhận được âm nhạc nó đã góp một phần rất cần thiết trong đời sống. Trong bất ngày xưa người dân mình đi lao động thì cũng có hát hò, đi ra ngoài đồng cũng hát hò. Thì nhất là trong thời kỳ chiến tranh thì bên Việt Nam Cộng Hòa thì có Tâm Lý Chiến, bên kia thì các ông cũng có những gọi ca khúc mà là những ca khúc cách mạng. Nhưng thưa quý vị, mỗi bối cảnh nó mỗi khác như thế này. Cái âm nhạc đó trong thời kỳ chiến tranh nó khác, còn bây giờ thì nó khác, cho nên chúng ta không thể nào nói rằng là lấy âm nhạc làm vũ khí chống dịch có thể là góp phần để làm xoa dịu cái nỗi khó khăn, cái sự căng thẳng. Chứ còn chống dịch đó, thưa quý vị, vaccine cũng không có chống dịch được, vaccine chỉ ngừa anh hả? Yeah. Chứ bây giờ nếu mà một người bị covid á thì không, người ta không có chích vaccine cho người đó
mà phải có máy thở, phải là để cầm cự. Còn cái thuốc mà đặc trị đó thì chưa có. Chưa có. Đấy, cho nên là không ai phủ nhận cái vai trò của âm nhạc. Nhưng chúng tôi cũng xin quý vị rằng bây giờ thế kỷ 21 rồi, không còn cái thời mà tiếng hát át tiếng bom nữa. Bởi vì trong cái chương trình này đó, trong cái bài báo này có một cái đoạn chúng tôi xin trích lại là ngày 3 tháng 9 hàng năm cũng là ngày âm nhạc Việt Nam, cũng là ngày ghi dấu ấn âm nhạc Việt Nam tiếp tục hòa chung trong dòng chảy lịch sử của dân tộc. Ngoài việc đem lại những giá trị về tinh thần, còn khẳng định vai trò là một trong những vũ khí sắc bén góp phần trong cuộc chiến mới chống đại dịch. Chúng tôi không biết bây giờ nhạc chống dịch như thế nào. Ừ, nó sắc bén đi chỗ nào hả? Hướng tới chào mừng âm nhạc Việt Nam năm nay với truyền thống âm nhạc đồng hành cùng dân tộc, Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức chương trình với tiêu đề, tức là một cái series chương trình với tiêu đề là Tiếng hát át Covid. Thưa quý vị, hát như thế nào để át Covid? Chúng tôi có hỏi thăm một cô cháu bên Việt Nam, thì cô cháu nói: thưa chú, bây giờ cái vũ khí sắc bén nhất đối với cháu, đối với bà con mình là chỉ có thực phẩm thôi. Đấy. Thì thưa quý vị, thực phẩm thiết yếu đó, không phủ nhận cái vai trò của âm nhạc, nhưng mà chúng tôi xin quý vị là bớt đau to búa lớn. Không thể nào mà âm nhạc mà ví dụ ngày xa bom nó nổ đó thì anh hát, anh át tiếng bom. Chứ không như Covid nó có nổ đâu, rồi anh hát làm sao? Tôi thấy là anh nghĩ sao? Ở Việt Nam thì tôi nghĩ như thế này anh, ở Việt Nam cái gì cũng chữa bằng thuốc xuyên tâm liền cả. Và dịp bất cứ dịp nào dù là tang chế nữa cũng vẫn hát bài Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng. Tôi đề nghị là bây giờ cứ liên tục cho cái mùa dịch này phát Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng từ sáng cho đến tối thì cũng giống thể. Như là dạ, thì may ra nghe cái bài đó tự nhiên mình thấy được hứng khởi lên, là mình thấy là mình sắp thắng rồi. Và bằng chứng là mình thắng chứ sao mình thua được. Dịch có nào thắng tôi, tôi còn xem cái lời của Phó Thủ tướng ông Đam, Bố Đức Đam Hồng Anh. Như vậy là không cần phải hát tiếng hát Covid. Không cần phải mấy cái bài vớ vẩn. Mình đã có một bài hát, mình đã có một thứ thuốc xuyên tâm liên trị bá bệnh. Và ngay cả bây giờ người ta nói xuyên tâm liên cũng trị cả Covid nữa. Thì tại sao mình có một cái bài hát quá hay như vậy, Như có Bác Hồ cho người vui đại thắng. Lúc mà mình đá banh mình thắng, đá bóng mình thắng, mình cũng hát mà mình có Bác Hồ. Mà tôi thấy thỉnh thoảng tôi coi trên YouTube ấy, có những cái đám tang ấy, mà có cái hội kèn kèn họ đi theo trong đám tang ấy, cũng vẫn chơi cái bài như cũng rước đi Như có Bác Hồ cho người vui đại thắng. Mà chưa hết nhé, tôi mới coi trong cái hình mà tất tiếc là tôi cũng xếp lại trên máy. Người ta đưa lên Facebook một cái khẩu hiệu rất là hoành tráng, ở trăng ở ngang của một cái đường rất lớn, đường rộng. Ở ngay một, chúng tôi nghĩ là một là Sài Gòn, Hà Nội hay là một thành phố lớn nào đó. Mà khẩu hiệu rất là lớn, rất là rõ ràng. Ngày 2 tháng 9 đó, là mừng ngày độc lập. Chào mừng ngày độc lập. Và chào mừng ngày Bác mất. ngu đến như thế là cùng. Không. Sao anh bảo nó ngu? Thầm. Ủa, cái tay nào hay á. Chào mừng ngày Bác mất. Ôi thầm này. Ôi rồi. Thế quý vị, chúng tôi nghĩ là chỉ miền Bắc thôi. Ở người Bắc người ta sống với chế độ Cộng sản đó. Người ta có những cái suy nghĩ về dưới chế độ xã hội chủ nghĩa đó. Nó đào tạo cho đầu óc của người ta. Nó có những cái suy nghĩ nó độc đáo lắm. Chào mừng ngày Bác mất à. Kinh hoàng thật. Hay, cái đó hay. Rồi chúng tôi có xe vào trên máy đây, trên cái điện thoại của Khôi này. Rồi, có ảnh của ông Vũ Đức Đàm mà cái hình ảnh rất là đẹp. Ông ấy rất là sáng, trông rất là savant, rất là thông thái. Ông nói như thế này: một trận chiến lịch sử, toàn nước toàn dân Việt Nam hãy nhớ mốc 15 tháng 4 2020. Thế giới chịu thua, nhưng chúng ta đã thắng. Chiến thắng mốc lịch sử này rất quan trọng. Cả thế giới đều phải kinh ngạc. Là 10, tháng 4 20. Mà bây giờ mình là tháng 9 năm 21. Mà nghe nói là như là thủ tướng cũng phải nói là mình phải sống với dịch bệnh anh hả? Bây giờ mình phải hát để mà át tiếng Covid là sao? Thì mà các bạn không biết mắc cỡ. Nói như vậy. Mà bây giờ tất cả đều những cái câu nói của ông Vũ Đức Đam này nó còn lưu lại ở trong các cái trang web và nhất là được phổ biến rộng rãi, mọi người đều biết cả. Kinh điển mà. Đến ngày hôm nay như thế này, bao nhiêu người chết, cả nước phải ngừng hoạt động, cả nước phải đau khổ, cả nước đang bối rối và đảng cũng không biết là phải ứng xử như thế nào, và người dân thì rất là phải nói là trong hoàn cảnh khó khăn như thế này, mà ông không biết nói một lời xin lỗi với dân chúng thì chúng tôi không hiểu là cái con người này mà lãnh đạo như thế nào. Và thưa với anh là cũng hay,
là ông, ông tên là ông Vũ Đức Đam. Yep. Gặp Mỹ nó kìa, damn it, damn it. Nó lại còn đắc đèm này. Đức thì đắc nữa. Rồi, đắc, còn, đắc ở đây thì nó là... Về cái vấn đề mà âm nhạc đó thì chúng tôi xin nhắc lại, chúng tôi không phủ nhận cái vai trò của âm nhạc. Nhưng xin quý vị là chúng ta nói cho nó gắn với thực tế. Giống như chúng tôi có nghe cái bài của nhạc sĩ Nguyễn Đức Đạt. Người nhạc sĩ và khuyết tật. Yeah. Anh có viết cái bài Chạy Đi Đâu. Yeah. Rất là cảm động. Yeah. Nó nói lên cái cảnh mà cái người dân bây giờ không biết phải chạy đi đâu. Mà thưa quý vị, trong cái bài hát đó đó, những người mà nghe nó lay động được trái tim của người nghe. Và ở hải ngoại cũng có những cái tổ chức, người ta tổ chức quyên góp để mà có tiền gửi về Việt Nam giúp đỡ cho cái nạn Covid. Và những bài